À, xin chào bà con và quý vị khán giả đến với kênh Làm Nông TV và tôi là Thế Anh. À, thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại ngày hội văn hóa các dân tộc của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Và hôm nay là bên cạnh tôi đây là bạn Sung. Hôm nay bạn sẽ là cùng với tôi đấy, trải nghiệm những cái hoạt động về văn hóa cũng như là các phong tục và các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc của huyện Tam Đường ạ. Và ngay sau đây thì rất là cảm ơn bạn Sung hôm nay đã đồng hành và cùng với lại mình trải nghiệm. Và thì ngay sau đây bạn Sung sẽ dẫn tôi với cùng quý vị các bạn đến khám phá và trải nghiệm các trò chơi cũng như là những cái bản sắc của các dân tộc ở huyện Tam Đường. Cảm ơn, xin mời quý vị các bạn ạ. Yeah. Đồng bào dân tộc Thái cũng không để mai một các truyền thống văn hóa. Đây là hội trại trại bên dân tộc Phong mình đúng không? Đây là dân tộc Phong anh. Đây nếu anh muốn đi thì từ bản từ dân tộc Dao, không gian văn hóa dân tộc Dao. Thế trong ngày hội này thì là bên dân tộc mình ấy có những tiết mục gì, văn hóa văn nghệ gì á? Hôm nay thì sáng nay thì dân tộc Mông đã thi hết các phần văn nghệ quần chúng rồi anh. Còn chiều nay là thi về không gian văn hóa chạy. Thi cùng với các dân tộc khác đúng không? Vâng. Tức là cứ những cái trò chơi ví dụ như là ném còn hay là gì? Ném còn đã được chơi từ hôm qua rồi anh. Hôm nay thì mọi người không tổ chức chơi nên mà hôm nay sẽ tổ chức về không gian văn hóa của mỗi dân tộc. Và mỗi dân tộc thì sẽ có một loại trò chơi dân gian khác nhau ạ. Cái lễ hội này thì diễn ra trong khoảng thời gian bao lâu em? Diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 ạ. 25 đến 27 tháng 12? Vâng. Dạ vâng. Là có 2 ngày thôi hả em? Vâng. Có 2 ngày thôi. Đây là trại của dân tộc mình đúng không? Vâng, đây là trại của dân tộc Mông ạ. Ở trong này thì có những cái gì hả em? Ở trong này là không gian văn hóa của dân tộc Mông ạ. Có rất nhiều hoạt động hàng ngày của dân tộc Mông ạ. Ôi, chào chào cô chú ạ. Chào chú. 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 Cháu xin giới thiệu, cháu tên là Thế Anh. Cháu bên làm kênh TV hôm nay thì có được cái thông tin là trên huyện Tam Đường mình có tổ chức cái ngày lễ ngày hội các dân tộc đúng không ạ? Hôm nay rất là vui là cái hội trại đây là cái trại đầu tiên là cháu được vào đấy. Chú đang làm gì đấy ạ? Đang ngồi uống rượu à? Vâng, đang ngồi uống rượu. Thế à? Mời mời chú ơi. Vào đây là phải uống luôn hả chú? Vâng, vào đây phải uống luôn đấy. Thế cháu xin phép chú nhá. Các bác. Cháu cảm ơn nhá. Đây là chị ơi, nước của... Vâng, em cảm ơn. Vâng, đưa cho anh. Ô, rượu này là nấu ra là uống luôn hả chú? Vâng. Vâng, chết ạ. Của mình là dân tộc Mông hết đúng không chú? Cũng ở thuộc huyện Tam Đường của mình luôn ạ. Thế chú xuống đây lâu chưa? Xuống đây rồi 43 ngày rồi. Đây là những người đại diện của xã hả chú? Hay là đại diện của xã. Rượu ngô nhà mình là tự tự đủ xong là tự nấu ra luôn. Vừa nấu vừa uống. Ủa, ngon quá. Nó hơi nồng tí nhưng mà ngon, thơm. Em gái này là văn nghệ đúng không? Em bé là cũng ở trên bản xuống. Từ trên bản xuống. Trên bản nhiều em sinh nhỉ? Em sinh năm bao nhiêu? Em 201. 201 à? Thế em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 97. Em sinh năm 97 à? Đây là chắc vẫn đang đi học đúng không? Em học sinh. Cái này xác lấy chồng rồi. Đấy, tình cảm. Sinh như này. Sinh thế này thì khả năng là chăm sóc lấy chồng rồi đúng không? Đã có anh nào bắt chưa? Có rồi, đấy là cháu con gái, cháu gái mình thì sắp rồi. Đây là cháu gái của chú à? Đúng rồi, năm nay cháu. Đúng rồi, cháu sinh gái nhỉ? Thế là ở trong cái lễ hội của mình ấy thì nó sẽ diễn ra những cái hoạt động gì hả chú? Trong này á? Kéo co, đánh cầu lông. Kéo co, đánh cầu lông. Nhắm pháo. Thế là trong mấy ngày thì hết hả chú? Trong 3 ngày. 3 ngày, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ 2 rồi. Ngày mai là bế mạc, là sáng mai là xong hết rồi đúng không? Chiều mai bắt đầu thi cái công dân giá bánh chay này. Chiều mai thi, sáng mai thi này. Và sau là thi nếu thi ăn thịt sắn này. Cái thịt này là thịt gì hả chú? Thịt lợn Thịt lợn gác bếp. Treo ở kia đúng không? Lấy ra được.
Cháu ăn thử nhá. Mấy cái đấy, này chấm cái gì hả chú? Cháu chấm thì không chấm được, đâu có. Bếp đấy, ngày Tết ngày lễ người ta mới mổ lợn đấy. À, chấm ít thôi đấy. Lợn là lợn mông đen đúng không? Đây là bản tiên rừng đấy. Cạo ra vẫn trắng không đấy. Các bếp vẫn chưa là ngon. Cho cháu một chén nữa, cháu mời lại các cô chú nhỉ. Để cháu đi. Ôi ngon lắm, cháu vừa ăn không ạ? Vừa, cháu cảm ơn chú nhá. Em ăn đi. Em có gia đình chưa? Em chưa, em cũng chưa. Chưa có người yêu? Chưa có người yêu. Ừ, chém gió rồi. Người nói là có người yêu rồi nhá. Ngon quá chú ạ. Nó thơm mà nó lại dai. Đây đây đây. Cho em một ống nữa để thôi em cháu xin phép cháu mời các chú với các em một chén. Rồi là trước là sau quen. Đến khi nào cháu phát được kênh này thì cô chú và các em chú ý đón xem nhé. Và cháu sẽ gửi cho. Chúc sức khỏe cô chú nhé. Cô. Vào bãi đi. Vào nhà đi. Em uống rượu không? Không. Uống rượu vậy uống một chén. Thì ăn thịt nhá. Nhờ uống cái rượu này ở trên mình là cứ uống như này hay là trên mình là uống như thế này đấy. À đúng không? Cái cây nứa đúng không? Cái nứa bóp ra xong là uống. Thơm. Uống nhiều. Đây là những cái người đại diện của dân tộc mình, của trại mình đúng không? À cứ thấy toàn người đẹp. Tức là đây là không gian của văn hóa của dân tộc Mông. À. Trong đó là khoảng 3 4 xã. Vâng. Làng này Giang Ma rồi Sơn Đình Vân Bình trong đó có cả công an quân đội à vâng tức là tất cả những gọi là các bộ phận đúng không các bộ phận gia trại tham gia nhưng cái trại này xong là mình lại dỡ lấy về hả chứ xong rồi mình lại dỡ về à cứ về cái này là đang cất 5 năm à đấy à đây cho thấy có cả như một cái gia đình đúng không chú? Đây như một cái gia đình đấy. À. Toàn là đồ cổ cả. Ai à? Thanh xuân xa đến hoặc là anh em ở các nơi về thì vào đây sẽ mời một chén rượu. Ồ nồng quá. Rượu vừa nấu vừa uống. Và thịt vừa cắt vừa nướng. Cái này mà cháu mở đây lâu cháu say mất. Thôi cháu cảm ơn cô chú với các. Vâng, say có vợ chưa? Tìm vợ không? Em này em bảo cuối năm em lấy chồng rồi chú ạ. Đúng không? Thế à? Nhưng mà anh có cơ hội không đấy? Không, trong quá trình là mấy khi là cái chuyện thống như thế nhỉ? Con gái mông sinh gái rồi đấy. Thôi cháu cảm ơn cháu đi tham quan một số cái trang phục. Em ơi em có đi cùng với anh bạn này không? Đi cùng không? Em đi cùng một tí cho nó vui. Đi cùng cho vui. Đi cho bạn nào khác cho anh ấy. Đi cùng cho vui. Đi cùng với bạn này này. Ba anh em đi cùng với nhau cho vui. Đi cùng với chị này. Ba anh em đi cùng với nhau cho vui. Thì hai em giới thiệu cho anh hai cái. Mà đi hết là không được đâu nhá. Cái bản sắc dân tộc mình. Những cái gì em giới thiệu cho anh xem nào. Anh chưa biết về sâu lắm đâu. Đây là thì lợn gấp bếp của người dân tộc Mông anh ạ. À, cái này người ta chỉ gấp nghe giấm bếp thôi, người ta không mang đi ra ngoài nắng để phơi. Bởi vì trong bếp thì vị nó sẽ ngon hơn. À, trong vị sẽ ngon hơn. À. Còn kia là cái những cái đồ trang phục đúng không? Em có thể đi giới thiệu cho anh mấy sang nào không? Mạnh mẽ lên. À, anh mặc thử không? À, anh mặc thử xem giống người Mông nhé. Xong anh đi bắt vợ nhé. Ồ, áo này con gái chứ? Áo này là áo Mông, áo của người Mông con trai ấy thì chỉ là áo săn nay thôi anh ạ. Ờ, à, sao nó là hoa hoa này nhỉ? Nó là áo săn nay. À, thế à? Anh có thể vừa mặc vừa đi cùng em được không? Được. Đi các trại được không? Thế về anh trả nhé. Em nhìn nó buồn cười lắm. Thế à? À, tôi mặc thêm cái quần nữa à? Ừ, anh mặc thử cái quần đấy nhá. Cho nó giống vậy này. Nó đồng bộ với lại hai em. Thế đó. Em mặc cho anh. Ừ, em thử quần như là anh mặc như là cho nó. À, quần đấy, anh mặc thử nhá. Quần như nào? Anh cứ mặc như sò chân vào xong rồi. Ủa, rộng này à? Vâng. Ôi dồi, cái quần này á, cái này phải đựng đến yến gạo ấy. Nhở? Cuốn ở mặt này à? Để anh vào luôn.
xong rồi mình sẽ đi đến các trại nhé. Này bắt đầu anh Vinh dạo này là mình đã dòng xuống phố Bắc Bắc. Này rồi. Đây thì anh mình. Cho một em nữa vào trong đấy. À rồi. Nét luôn rồi, chỉnh tay cái bông rồi. Em làm dây bản bông được không anh? Tối nay em đi về em bắt vợ. Không, em bùa sai rồi. Đây đây, bỏ vào ra. Đây để anh lấy cái này. Anh giữ đấy cho em. Sau em bùa từ đằng sau ra. Rồi, quấn nào. Đấy, hôm nay thì tôi được hai bạn người Mông rất là xinh gái. Bạn ấy hướng dẫn tôi. Đấy, chú đáo không? Con gái Mông nổi tiếng là chiều chồng thương thương con. Rất là chăm chỉ luôn. Ui anh hơi béo cho nó ra tí. Còn thế anh thì không thở nổi. Lúc mà ra mặc quần thì cứ hít cục vào nó cả chít vào cho sạch. Ừ, như thế anh không thở nổi đâu. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ đi cùng một vòng nhá. Đi sẽ đi tham quan một vòng nhá. Thì anh sẽ em sẽ giới thiệu cho anh à. Hôm nay những cái phong tục cũng như là cái bản sắc của các dân tộc của mình. Hai em cùng đi cùng nhá. Đi đi em ơi. Em là chủ nhà, em giới thiệu cho anh đi. Cả hai em giới thiệu đi. Nói đi, cứ nói đi. Đây là trên bên nấu rượu của người Mông anh ạ. Ừ. Bên này nấu rượu hả? Vâng, người Mông chỉ nấu rượu ngô và ngô thì không được xay nguyến mà người ta sẽ dùng nguyên hạt để nấu ấy. À. Và lên men từ ngày hôm trước để có thể giữ được cái hương vị của ngô ạ. À, đây là những cái bộ quần áo này của em ấy là em tự may luôn à? Vâng. Em tự may luôn. Đây là tự thêu. Cái này là thêu mình tự thêu trước, sau rồi mình thêu xong rồi mình bấm vào vải xong mình tự may. À thế à? Ừ, đẹp nhỉ. Xinh quá. Anh thích cái màu tím này, màu này cũng đẹp này. Đi đi, chúng ta sẽ đi cùng ra ngoài thì hai bạn sẽ giới thiệu cho anh biết là cái bản sắc dân tộc mình nhé. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến những trại của các dân tộc khác ạ. Vâng, ngay sau đây chúng ta sẽ đến ra dân tộc gì kia anh nhỉ? À, dân tộc Kinh. Em nhìn thấy anh đứng... À, đẹp trai hơn à? À, anh liệu anh có lấy được vợ Mông không? À, thế à? Em cứ đi gần anh nhá, bởi vì là những micro của em ở gần anh mà. Để gần cả bạn này nữa. Đây là không gian văn hóa dân tộc Kinh đúng không? Đây. Dân tộc Kinh chắc mới đến đây đúng không? Không, lâu rồi. Đây có những xe đúng không? Chào chị ạ. Đây là gian nhà của dân tộc Mông, à dân tộc Kinh đúng không? À, nó hiện đại hơn bao nhiêu đúng không? Đây là gian nhà của dân tộc Kinh. À, nó hiện đại nhỉ? Ở dân tộc Kinh này chắc là nhiều người chắc cũng biết rồi. À đây có con xe 67 này. Con xe 67. Đây con xe này ngày xưa mà nhà nào con xe này với lại có cái tủ này với có tivi, có cái đài cassette này là thuộc hình đại gia luôn đấy ạ. Đây là tái hiện lại tất cả những đây là kiểu như là một ngôi nhà đúng không? Vâng, ngôi nhà hiện tại tất cả mọi hoạt động của ngôi nhà đang quay. Ok, đây là chắc là những cái công cụ là chị. Đây chắc là những cái đang làm giường hạnh phúc lại có hạnh đêm công cụ để làm khâu vá các thứ luôn. Ôi, thì kinh chắc là và tiếp theo là đi theo các sang các trại của các khác. À rồi. Tức là cái này dành cho phụ nữ đúng không? Vâng. Phụ nữ để câu cá. À, em đi trước đi. Em tên là gì? Tên là Trà. À, 201. Chưa có người yêu đúng không? À, bạn Trà chưa có người yêu đâu ạ. Bạn này cũng chưa có người yêu. Bạn Sung cũng chưa có người yêu. Nhưng mà qua video ngày hôm nay là kiểu gì em kiểu gì là anh sẽ có người. À đây là dân tộc Giấy. Chào cô ạ. Đây là có ba.
bắt đáy. Đây là không gian, đây là không gian và cái trại của ngôi nhà của dân tộc Giấy được tái hiện lại. Đi rồi. Em chào anh ạ. Em chào anh. Em làm về kênh YouTube. Em làm bài văn hóa các dân tộc. À thế ạ. Em xem năm. Đây là bài lâu lâu. Em làm về kênh làm nông. Có hai bạn này cùng đi cùng em ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây phải làm đi. Hôm nay có một chị người em chờ anh nhé. Anh bảo đã. Đây từ từ. Anh bảo anh đi. Em đây. Rất là cảm ơn quay kênh YouTube. Chắc là nhiều dân tộc đúng không? Vâng, rất nhiều dân tộc ạ. Em ơi, hôm nay con tình thử là nhìn thấy nhá. Sao không chị đây? Sao khi mà tình thử là em đến à vâng. Em cảm ơn. Đó là chị mời. Khỏe rồi ạ. Này mới đúng rồi. Vâng vâng vâng. Em ơi. Dạ. Các cảm thấy của bọn chị là đến đây là phải có một bài. Cảm ơn đấy, cái bài cảm ơn đấy. Em thổi hay là cái bài cảm ơn không? Thổi kem để cho các em nghe mà là. À được 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 ạ, vâng được. Cảm ơn. Khách đã đến nhà, khách đã đến nhà nha. Cái bài khách đã đến nhà. À để hai em ngồi dưới này. À vâng. À, không những được mời rượu mà vào đây chúng tôi trong phong tục thì sẽ được thưởng thức những cái điệu kèn của dân tộc Giấy ạ. Chú ơi, chú thử cháu nghe nào. Gọi người vào đó. À vâng. Gọi cho em quay vào đây cái teo. Đây là chị là đại diện của dân tộc Giấy của mình đây. À, đúng rồi. Vâng. Đây là điều kèn của người dân tộc Giấy là đón chào khách đến tham quan. Thank you.
chân thành cảm ơn các bác các chị đã có một cái điều rất là hay. Bây giờ phải uống một chén. Uống một chén để mà có phải phải uống một chén để mà xã là ok. Ok ok. Cháu ơi, bài nó hơi dài một tí. Chú tên anh nhỉ? Em biết thì anh nhỉ? Thế anh hiểu đó. Em bác nào sẽ là bài nó hơi dài. Là một kênh chuyên về nông nghiệp. Ok. Và chuyên review về lĩnh vực nông nghiệp và cái bản sắc của nó. Ok, và đây là nông dân đây. Vâng, em là nông dân đó. Chúc sức khỏe các anh nhé chị nhé. Tiếp theo là em có dẫn anh đi sang trại bên cạnh không? Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang dân tộc Lào. Trại bên cạnh. Bên này là dân tộc gì em? Bên này là dân tộc Lào. À. Đây là dân dân tộc Lào của dân tộc Lào, tức là người dân tộc cũng là của huyện huyện luôn đúng không? Vâng. Của dân tộc đa số. À, đa số. Không gian của dân tộc Lào thì là nhà sàn. À, đây là cái nhà sàn của dân tộc Lào đây đúng không? Trống này là trống để nhảy. À, trống này để mới nhảy. Vâng. À. Ô, bạn này đánh giỏi chưa này? Đây là nhảy xòe. Bạn đánh rất là đỉnh luôn này. Nhanh lên nào. Như này em có thể múa được không? Có. Múa lên nào. Đây. Cầm như này à? Cầm như này. Cầm. Nào đánh nào. Đây là như này. Đây là như này. Đây đúng không? Như này đúng không? Đây đúng không? À đây cô có vào bước được dưới không? Đây 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 đây. Đây là người của dân tộc Lào mình cũng đánh được nữa chị ơi. Em đang thì làm chương trình chị ạ. Chị có thể vào chị có thể hướng dẫn cho em với lại quý vị khán giả được biết về dân tộc của mình. Chị có thể hướng dẫn cùng họ để có thể nhảy cùng với lại em cũng như dân tộc. Như nào? Thế nào? Đánh to thì chưa được không? Rất là hay đúng không các bạn? Đây, càng ngày càng nhiều đấy, chị vào đây, cô vào đây. Nào, chúng ta cùng làm một vòng tròn nào. Đây, đây, đây ạ. Chào cô có thể vào đây. Đây, đây ạ. À đây đây phải báo cột này đúng luôn ạ. À đúng bản sắc rồi. Đây mới đúng bản sắc dân tộc giấy của mình, à dân tộc Lào của mình đúng không ạ? Đây em không thể cao nữa. Anh ơi anh đánh như thế nào? Đây đây đây. Người Mông này, người Giấy đúng không nhỉ? À, người Giao chứ. À, người Lào. Tất cả một cộng đồng dân tộc của mình luôn. À, chứ đúng rồi, chứ đúng rồi. Xa khi đúng rồi mà. À. Cái này là cùng hết thôi. Cái này thì cứ nhảy như này rồi. Xa này, xa sau. Có nhiều kiểu lắm. Đây là
nhảy như nào nữa, chị có thể giới thiệu về về dân tộc mình không? Chị có thể giới thiệu về cái dân tộc mình còn cái điệu nhảy nào nữa không nhỉ? Nó đặc trưng nhất của dân tộc Lào của mình. À, chúng ta sẽ sang chỗ giải dân tộc Thái. Chào các cô nhá. Chào các bạn. Chào cô ạ. Chào anh. Bây chúng ta sẽ sang khu vực của dân tộc Thái, trại của dân tộc Thái. Ở đây là có tất cả bao nhiêu trại nhỉ? 7 trại là 7 dân tộc của người đây là dân tộc Thái đây, chúng ta có thể lên luôn. Anh em ta sẽ lên thử. Thế nào chú ạ? Và chúng ta sẽ lên trại của dân tộc Thái ạ, thưa quý vị các bạn. Điều. Dạ vâng, chào chị ạ. Chào anh. Dạ vâng. Hôm nay rất là vui khi được đến thăm cái trại của dân tộc Thái của mình đúng không chị? Đúng rồi. Và không gian văn hóa của dân tộc Thái. À thế ạ. Và đây là một cái nhà truyền thống của dân tộc Thái đúng không chị? Đúng rồi. Đi lên một cái căn nhà truyền thống luôn, không có gì gọi là cải trang cho nó mới mẻ cả. À dân tộc Thái. Và xưa là lập danh nhà dạ. Gỗ và lập danh. Hôm nay là mình sẽ tái hiện lại những cái đặc trưng nhất của dân tộc mình đúng không ạ? Vâng. Và đúng rồi ạ. Đây là em thấy là có những cái đồ dùng dụng cụ sản xuất hàng ngày và có trang phục của dân tộc mình đúng không ạ? Vâng. Đây là cái vải thổ cẩm đúng không chị? Bên đây là thổ cẩm, các cái vải mà thủ công truyền thống dệt bằng tay của dân tộc Thái. Vâng. Vâng. Còn bên kia là các cái bộ sản phẩm của làm từ cái đồ thổ cẩm này. À. Vâng. Còn bên đây cũng vậy. Bên này, đây sẽ là bên của nam. À, những cái quần áo của nam. Quần áo của vâng. Người nam đúng không ạ? Người nam. Vâng. Thì cũng được dệt bằng các cái tấm vải lanh làm từ các cái tấm vải thổ cẩm mà dệt ra đó. À. Vâng. Đây là có đây là nhà một gian à? Ba gian. Ba gian. Nhưng mà tức là mình là co lại đúng không ạ? Đúng rồi. Không co lại. Gian của ba gian thì nó chỉ bằng như vậy thôi, không co lại. Vâng. Vâng, thường thường là cái gian giữa thì là để tiếp khách thì là giống như phòng khách mình ấy thì là mình sẽ để cái gian rộng hơn chút. Vâng. Còn buồng ngủ thì là bên đây là buồng ngủ của bố mẹ. À, đây buồng ngủ bố mẹ. Đây là gian tiếp khách. Gian tiếp khách. Kia là buồng ngủ, ngủ của con trai con dâu. À vâng. Em có thấy là cái ban thờ mình có một tấm vải thì nó gợi lên những điều gì ạ chị? À, tấm vải này thì là khi mà Tết đến hoặc là nhà có việc hỉ thì là mình sẽ treo một cái tấm vải đỏ đó để báo hiệu là gia đình đang có việc hỉ. À vâng. Đấy. À, ngoài những cái tái hiện lại những không gian của dân tộc Thái mình thì ở dân tộc mình ấy, thì là hôm nay thì mình có đưa đến những cái tiết mục văn nghệ hay là những cái trò chơi gì không chị? Có. Hôm nay thì ở tại không gian thì cũng diễn ra cái thứ nhất là cũng trích đoạn cái lễ cưới của đồng bào dân tộc Thái. À. Vâng. Và các cái trò chơi dân gian như là kéo co. À. Rồi ném con, vâng. Con, vâng. Rồi là dệt thổ cẩm hay là các cái nghề dệt truyền thống thì cũng dạ. Được chị em tái hiện lại đây tất cả các cái dạ, vâng. Đồ để dệt ra các cái tấm vải vâng. Lanh. Và đây 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 tấm vải mà của dân tộc mình nha đúng không ạ? Vâng. Em có thấy là những cái bộ trang phục này là đặc trưng của người Thái, là người Thái đen hay người Thái gì ạ chị? Mình đang khoác trên người thì là áo của đồng bào dân tộc Thái đen. À chị là người Thái đen đúng không? Mình là người Thái trắng. À. Tuy nhiên thì mình cũng có thể là khoác trên mình áo của người Thái đen không vấn đề gì cả. Còn áo của Thái trắng thì đây là cái cổ V ạ. Cổ hình chữ V sẽ là cổ của áo Thái trắng. Còn cổ cao như mình đang mặc đây. À đây ạ. Vâng. Vâng. Đây đây chị có thể ra đây đây ạ. Đây là lề của người đây Thái trắng của Thái đen. Thái đen. Là cổ cao. Vâng.
Còn đây là của Thái Trắng, vâng. Cổ hình chữ V. Dạ vâng. Vâng, để hở chữ V nghĩa là hở cổ đó. Dạ vâng. Thái Trắng, còn dạ vâng. Thái Đen thì các bạn thấy là không để hở cổ. À, vâng. Nhưng mà em thấy là thường thường là những người phụ nữ có chồng ấy, người ta có đội cái tàng cẩu đúng không ạ? Tàng cẩu là đối với Thái Đen, còn Thái Trắng thì sẽ không tàng cẩu. À, người Thái Trắng là sẽ không tàng cẩu. Không tàng cẩu. À, thế là phân biệt được rõ luôn. Vâng. Người Thái Trắng là người ta sẽ trắng luôn chỉ hay là? Không. Thái Đen thì khi mà các bạn bước vào nhà của người Thái Đen thì có thể là các bạn sẽ không nhìn thấy ban thờ như thế kia. À. Vâng. Ban thờ sẽ ở cái gian chính cuối cùng của bên kia, là cái gian cuối cùng của ngôi nhà. À, thế là mới đầu là em cứ tưởng là người Thái Đen là người ta rất là đen. Không. Vâng. À, thế à, vâng. Đây là những cái dụng cụ, đây là bật bông thôi. Không, đây là cái quay tơ. À, quay tơ xe vải các thứ đây. Xe vải đó. Vâng. Đây là các cái dụng cụ để cho cô ạ. Đi kiếm cái đây là cái sọt để đi xúc cá. À, đi ra sông suối để xúc cá. À, dạ, vâng. Đấy. Vâng, vâng. Vâng. Đây đây này. Đây là những cái dụng cụ đúng không? Dụng cụ thường ngày đúng không? Từ mây che đan. À, vâng, vâng. Và dân tộc. À, vâng. Đan ra các cái sản phẩm. À, đây là ép khẩu để đựng xôi. À, vâng. Ép khẩu cống khẩu để đựng xôi. À, vâng. Dạ, vâng. Là thay bằng không sử dụng với bóng. À, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thì sẽ dùng các cái đồ bằng mây che đan này để mình đựng xôi, rồi là đựng sắn ngô. À, dạ, vâng. Nó vừa không bị ẩm mà cũng còn vừa là cái cơm xôi nó rất là dẻo. À, thế ạ. Vâng. Chúng ta có thể để cả ngày mà nó không bị cứng. À, thế ạ. Vâng. Vâng. Đây là bên này là cái đó các thứ đúng không? Cái đó để mà bắt cá các thứ đúng không? Vâng. Để đi hái rau. Hái rau. Vâng. Đây bắt cá. Đây là bắt cá. Vâng. Cái đó đây. Cái đó cái giỏ. Vâng. Đấy. Đây là bộ trống chiêng. À, trống chiêng. Vâng. Đồng bào dân tộc Thái khi mà ăn Tết thì là sẽ có cái bộ trống chiêng này để xòe. À. Thôi em cảm ơn chị nhá, thì em sẽ sang một trại bên khác nữa. Vâng, vâng. Em chân thành cảm ơn chị. Chị tên là chị ạ? À, mình tên là Thương. À, chị Thương. Vâng. Em cảm ơn chị nhá, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng. Em chào các anh chị nhá, em xin phép em đi sang bên này. Tiếp theo tôi, bạn Sung với bạn Cha sẽ tới cái trại của dân tộc Nữ đúng không ạ? Và để khám phá xem, trải nghiệm xem dân tộc Nữ thì có những bản sắc dân tộc nào. Chúng ta cùng về bên trong. Chào em nhá. Ra đi đi nào, đứa này à? Đây rồi anh. Em không biết đường đi cùng nào à? Không ạ. À. Đi em ơi. Vui thì được tới thăm cái trại văn hóa của dân tộc. Cháu sẽ giới thiệu cho các anh. Cháu đến kênh Làm Đông TV. Hôm nay muốn được bác giới thiệu về những cái nét đặc trưng nhất của dân tộc mình. Vâng, cảm ơn các bác. Bác tên là gì ạ? Tên của chú là Lò Văn Thẳng. À, Lò Văn Thẳng. Chú là chủ nhà. À, vâng, chú chủ nhà. Vâng. Là cũng hôm nay thì các cháu cũng đến thăm gia đình của chú. Vâng. Thì gia đình của chú thì nó khác hơn các dân tộc khác. Vâng. Dân tộc Lự là đặc biệt là dân tộc ít người, chú cháu ạ. À. Vâng. Dân tộc ít người thì bếp thì cũng phải ở chung trong nhà thôi. Vâng. Không làm bếp riêng được. Vâng. Sau khi người bếp được thì các chú thì cứ hay treo các cái lủng lẳng ở trong này, nó có nhà cũng không được khang trang lắm đâu. À, vâng. Đây là cũng món ăn để phục vụ hàng ngày để cho. Vâng. Đây là có món ớt thảo quả. Vâng. Ớt đây là mình để sấy. Sấy để cho nó khô, nó mới dùng được thời gian lâu. Vâng. Thì mình không sấy thì nó sẽ úa đi. Vâng. Đây là quả mắc khén. Đây là quả mắc khén. Đây là thịt đậm treo. Đây là tôm. Tôm suối. Đây tôm suối. Đi lấy cái đó đi chắn xong lại đêm nó mới bò vào xong rồi mới mang ra. Phơi khô xong rồi đan gọi cho nó sấy. Đây là đồ cơm ạ. Đây là đồ cơm. Thì còn trên này là cái quát của các chú hay thường thường là mang đi đập lúa.
À, đập lúa. Vâng, đập lúa bằng cái này thôi. Vâng. Cái này là cái ke đập nó này nè. Vâng. Cái này ke đập là cái này là quát mình giải ra xong lại mang lúa về rồi để trong đấy xong mình đập. Dạ vâng. Xong được rồi thì mới lấy quạt này quạt cho nó sạch. À, quạt sạch. Vâng, mấy quạt sạch. À, còn à, mấy cái kia là cũng cái đồ dụng cụ ăn uống đúng không ạ? Ừ, đây là cái kia là cái gùi đúng không ạ? Vâng vâng, cái kia là gùi và đóng lúc cửa. Đây là cái gùi đúng không ạ? Vâng, đây là cái gùi. Gùi thì thường là dân tộc mình đi hái chè các thứ đi đấy. Hái chè, mang đi để ngô này, đào sắn này. À, đấy, hoặc là đeo gùi vân vân rồi cho bò cho khi mình đi nương ấy. À, khi mình hái được rồi thì bỏ trong lúc cửa đeo về nhà. Còn bên này là còn bên này thì như thế này các cháu ạ. Vâng. Như bên này là dân tộc Lư thì gồm có làm nhà thì phải ngăn như thế này. À, ngăn liền nữa rồi. Ngăn bên trong là cũng có một buồng để mình ngủ. À thế ạ. Chỉ có ngăn như thế này. Dạ vâng. Bên trong. Vâng. Khách thì mình không được vào. À, khách là không được vào trong này. Không được vào. Đặc biệt là khách không được vào. Đặc biệt là khách không được vào trong này. À, khách không được vào trong này. Khách chỉ có ở bên ngoài được thôi. Là sau khi khách đến nhà cũng chỉ nếu mình có giường cây là mình giải chân nhà chiếu để cho đây đây là những cái dụng cụ mà cái này là dụng cụ để kéo sợi vâng, con gái kéo sợi đây này là có cả bông sợi bông đây là sợi bông đây là kéo sợi còn kéo sợi rồi mới là mang đi diệt thành một thành áo thế này là thành quần áo đây đúng không đây là cái túi cái này là túi của phụ nữ diệt để hay làm túi dạ vâng cái này là quần để áo à đây là quần rồi đây là quần nam. Vâng, đây là quần áo nam. Vâng. Đây là quần áo nữ đúng không? Quần nữ. Vâng. Đây là trang phục đây. Đây là những cái này là cũng túi đeo. À túi đeo. Túi đeo là thường là cũng túi này làm cũng hơi chỉ có một chút. À cái dân tộc này nó tự làm. Vâng. Là không phải đi mua. Dạ vâng. Đây là còn thường là có sáo ở đây. Đây là trong nhà phải có đôi sáo. À trong nhà là có đôi sáo văn nghệ đúng không ạ? Vâng, chú có thể thổi được sáo không? Thổi được một chút ạ. Chú thổi thử cháu xem nào. Cháu nghe thử xem. Chú khắm luôn ạ. Chú khắm. Chú khắm. Vâng. Chú khắm này sẽ thổi sáo thử. Chú hôm nay sẽ thổi thử cho quý vị các bạn được. Chú cũng lâu nay không thổi, chỉ có biết thổi một chút thôi. À đây là điệu gì hả chú? Điệu này là điệu mình thổi cho con trai hát. À con trai hát. Con trai hát thì bắt đầu. À vâng. Ở đây là nếu mà con gái hát nữa là thổi cả hai. Hai cái một lúc luôn ạ? Hai cái thổi một lúc, đây là gọi là sáu mẹ con. Đây là sáu mẹ, đây là sáu con. Đây là sáu mẹ. Sau khi như bây giờ thổi như cho cháu này hát thì bây giờ chú cháu mình cũng phải điều thổi. À thổi thế nó cháu... cho nó khớp nhau. Cháu không biết thổi. Cái này hơi thổi nó hơi khó lắm. Nắng mà. Cái cháu cái này thổi nặng nhờ. Thổi nặng lắm, cái này nặng. Vâng, chú thổi thử nhẹ thôi. Cái này thì nhẹ thôi. Đấy, cái này là sáu mẹ. Vâng. Thổi nặng chú nhỉ? Cái này phải tốn hơi đúng không? Vâng, cái này tốn hơi lắm. Là trong đó là bên này là trên này cháu thấy cái trên này là những cái gì hả chú? Bên đấy là cái đồ để tiếp khách. À những cái đệm để tiếp khách đến chơi nhà là ngủ nghỉ. Cái này là nếu mà khách đến nhà đến ngủ nghỉ là mình mang cái này để tiếp khách ăn cơm này sau khi cho khách ngủ. À dạ vâng. Còn phía dưới thì cũng chăn đệm. Dạ vâng. Lúc nào cũng dụng cụ chăn đệm mình để giữ chú tiếp khách. À giữ chú tiếp khách. Giữ tiếp khách. Vâng. Còn ngoài này ạ, ngoài này là cái bàn để mà là... uống nước hả chú? Ngoài này là có gọi là bên gian này để tiếp khách trước để tiếp khách uống nước người chơi uống nước còn đây là đang quan là những cái đồ nông sản mình làm ra đúng không? Vâng. Cái này đấy cái như mình bắt ra bắt tôm rồi nó không trong bắt tôm là mình lấy cái đó chiếu mà dạ vâng. Đây là cái mình chấm để cho sữa chấm rồi, tiêm đấy. Vâng. Sau khi có tôm nó lên bò lên rồi thì mình bắn sáng sớm mình mới đi nhấc đấy. À. Xong rồi tôm mới sấy. À vâng. Nó còn một số thì lấy cái vườn này đi xúc đi. À thế ạ. Đấy, cái này xúc xúc thì xúc được từ
một con hai con mà thôi. À, lắm lúc thì cũng được một nắm, lắm lúc thì cũng được. Thôi cháu cảm ơn chú nhắc cái thời gian nó cho phép này, cháu chân thành cảm ơn. Rất là cảm ơn các chú đã dành chút thời gian giới thiệu cho quý khán giả được biết về văn hóa cũng như bản sắc dân tộc mình. Cảm ơn chú nhé. Cảm ơn cháu. Đi em. Chào cháu nhá. Chào chào các bạn. Đây là cái trò chơi đi khả kheo ạ. Em mới đi được kheo không? Anh đi thử nhá. Ồ. Em đi thử anh xem nào. À, siêu nhỉ. À, rất là siêu. Nhưng mà cái đi này đi như nào? Phải như nào mới đi được? Để anh đi thử lại nào. Anh đi thử lại nào. Ồ. Tôi chịu các bạn ạ. Thử nhé. Để chân này, cô ơi, để chân này. Rồi, này đúng không? Ồ. Em biết đi không? Hai em gái có biết đi không? Đi thử nào, anh biết, đoán em biết đi đấy. Em ạ? À? Đi thử nào, anh xem. Em không cân bằng được, em làm sao biết đi. Em ngã đấy. Đi thử nào. Ngã anh chịu. Đi, anh giữ chưa? Lên đi. Nào, rồi, lên đi. Đấy. Em biết đi không? Thế à? Các bạn nhỏ đi rất là siêu luôn. Anh cảm ơn nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang trại của người dân dân tộc gì em nhỉ? Dân tộc Dao à? Ở đây là tối nay là sẽ có chương trình khai mạc đồng tiên, tập đồng tiên bắt đầu chương trình khai mạc tuần lễ văn hóa thôi. À, tối nay sẽ có văn nghệ đây đúng không? À thế à. Và tiếp theo thì hai bạn Sung và bạn Cha sẽ đưa chúng ta đến một trại nữa, là cái trại của dân tộc Dao ạ. Đây là trại của dân tộc Dao. Đây là không gian văn hóa của dân tộc Dao. À rồi, chào chị ạ. Vâng ạ, chào chị. Vâng, bạn chị xinh gái nhỉ. Em xin giới thiệu em là anh. Hôm nay thì em rất là vui khi được đến thăm cái trại văn hóa của dân tộc Dao của mình. Thì hôm nay chị có thể là giới thiệu cho em đến và quý vị khán giả được biết về cái bản sắc đặc trưng nhất của dân tộc Dao. Thứ nhất là về trang phục đi. Dao đầu bạc. Chính gốc em là người dân tộc Mường, chúng ta là người dân tộc Mường.
đẹp nhờ. Áo nam mày đẹp thế. À đây có cái mũ đây đúng không? Đội như nào? Nhìn như kiểu là hoàng thượng ấy. Nhiệt tình của bạn Su, mấy bạn ấy đã bớt chút thời gian để mà cùng đi để mà đưa đến cho quý vị khán giả được biết được những cái đặc trưng nhất của các bản sắc văn hóa dân tộc mình. Và sau cái bản giới thiệu những cái văn hóa của các dân tộc ở trong cái trại này thì tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một số những cái trò chơi dân gian của các dân tộc tại huyện Tam Đường này ạ. Dạ vâng ạ, ngay sau đây tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn.